sáng ngày 6 tháng 6, Đảng bộ quân sự huyện tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 689 của Quân ủy Trung ương, nghị quyết 132 của Đảng ủy quân khu 3 về phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ cứu nạn đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Đồng chí Lê Văn Thạch, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, bí thư Đảng ủy quân sự huyện chủ trì hội nghị. Đại tá Phạm Thành Trung, phó chính ủy, bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Đồng chí Lê Chí Huyên, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện và đại diện một số cơ quan thuộc huyện, chỉ huy trưởng, chính trị viên, ban chỉ huy quân sự các xã, thị trấn đã đến dự. Trong 10 năm qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy quân sự huyện, các cơ quan đơn vị đã quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, Bộ Quốc phòng, Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn cứu hộ và nghị quyết của các cấp về công tác phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ cứu nạn. Làm tốt công tác xây dựng kế hoạch, phương án phối hợp, công tác tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện, luyện tập cho các đối tượng, duy trì nghiêm túc lượng dự trữ vật chất, bảo đảm hậu cần kỹ thuật và khai thác nguồn lực của đơn vị và địa phương. Hàng năm tổ chức tiếp nhận và cấp phát kịp thời các loại vật chất, trang bị phục vụ cho nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn theo kế hoạch, vận hành hiệu quả công tác cứu hộ cứu nạn theo phương châm 4 tại chỗ và làm tốt công tác hiệp đồng chặt chẽ giữa cấp ủy chính quyền địa phương, các cấp, các ngành với các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn, hỗ trợ lực lượng phương tiện trong xử lý các tình huống thiên tai trên địa bàn. Cụ thể, đã huy động được gần 10.000 ngày công hỗ trợ giúp đỡ địa phương tham gia trong xử trí cũng như phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Điển hình là năm 2015, làm tốt công tác phối hợp xử lý tình huống cứu hộ cứu nạn xảy ra tại xã Lỗ Sơn và năm 2017 tại xã Phú Cường. Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và lãnh đạo huyện đặc biệt nhấn mạnh, tình hình thời tiết khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường. Đảng ủy quân sự huyện cần xác định công tác phòng chống các cuộc hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ cứu nạn là một trong những nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chiến đấu của lực lượng vũ trang trong thời bình. Trong đó cần tập trung nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai, thảm họa và tăng cường khả năng ứng phó của các đơn vị, xây dựng lực lượng vũ trang huyện có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng tham gia phòng chống các cuộc hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ cứu nạn trong mọi tình huống, đạt hiệu quả cao nhất. Đồng thời, làm tốt việc chủ trì phối hợp với các lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện và các xã, xây dựng kế hoạch hiệp đồng, phương án bố trí lực lượng sẵn sàng ứng cứu khi có thiên tai xảy ra, tập trung tổ chức tập huấn hướng dẫn cho lực lượng xung kích của các xã thị trấn trong công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn và một số nhiệm vụ quan trọng khác.